phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đại học Sakya Buddha TV Hôm nay xin mời các vị lắng nghe Kinh Đại Bác Niết Bàn Phẩm Quang Minh Biến Chiếu phần tiếp theo Thưa liệu quý vị, nội dung chúng ta sắp học tới đây là nội dung miêu tả những cảnh giới thâm sâu vi mật của mười phương chư Phật. Vì thế mong rằng đại chúng lén tâm thanh tịnh để chúng ta cùng nhau thế nhập đoạn kinh khó hiểu này. Thưa liệt quý vị, lúc bây giờ vô ý Bồ Tát mới bạch Phật, bạch Đức Thơ Tôn, nay tôi đã hiểu những công hạnh đặng sanh về nước bất động rồi. Bạch Đức Thơ Tôn, ở trong đây cao quý Đức Vương Bồ Tát này, vì khắp thương xót tất cả chúng sinh nên trước kia có chỗ thưa hỏi nếu đức như lai giải thuyết thì có thể lợi ích an vui cho hàng trời người và bác bộ kính thưa liệu quý vị chúng ta thấy ở đoạn kinh này có nhắc đến những công hạnh đặng sanh về cõi nước bất động mà lần trước chúng ta đã được tìm hiểu Thưa là quý vị, chúng ta đặt câu hỏi đầu tiên. Cõi nước bất động là một cõi nước sự thật ở trong thế giới hiện tượng hay là chỉ là một cõi mang tính tượng trưng theo kinh điển đại thừa mà có nhiều người thường suy diễn. Mỗi người chúng ta tất nhiên có quan niệm khác nhau nếu chúng ta đứng trên tầm nhìn của loài người và lịch sử Phật giáo mấy ngàn năm. Tất nhiên chúng ta không thấy nơi nào nối đến cảnh giới bất động cả. Nhưng thưa liệu quý vị, chúng ta hãy dùng trí tuệ, chiêm nghiệm trí tuệ của Đại trí Xá Lệ Phật tôn giả một kiện liêng. Thì chúng ta làm sao có thể so lường được trí tuệ của các ngài Trong khi trí tuệ của các ngài Được miêu tả Như là Là nước bọt của con mũi Không thể nào So với nước biển đại dương Của Đức Thế Tôn Ý nói rằng trí tuệ của bậc đại trí Chỉ là quá ít ổi so với nước biển bao la của đại dương. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể hình dung được Phật trí bao la như thế nào? Và bên cạnh đó, chúng ta hãy nhìn xem Đức Thế Tôn giới thiệu có một quốc độ tên là bất động, cách cõi nước của chúng ta 20 hàng hà xa cõi Phật. Với cái tầm nhìn không gian bao la và thời gian vô tận Đức Thế Tôn đã giới thiệu cho chúng ta. Và chúng tôi tin rằng Đức Thế Tôn không bao giờ làm việc là thách đố cái trí suy nghĩ của chúng ta. Để chúng ta phải hiểu một cái nghĩa bóng theo 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 lời thuyết của ngài. Chúng tôi không nghĩ như vậy. Bởi vì chúng ta là những phàm phu ngu trược thế Tôn lại bác bí chúng ta bằng những ngôn ngữ thách đố như vậy Thì làm sao chúng ta có thể hiểu được Trong khi Phật muốn dẫn dắt chúng ta ra khỏi sanh tử khổ đau Mà lại còn thách đố chúng ta nữa Thì điều đó hoàn toàn không có lý chút nào Như một người cha trí tuệ từ mẫn thương con mình Mà còn thách đố một đứa trẻ khờ khạo Thì làm sao được gọi là một người người cha từ mẫn được cho nên chúng tôi xem lời Phật nói là như thật Chỉ vì chúng ta không hiếu Mà chúng ta có thể nghĩ rằng Theo một nghĩa bóng nào đó Cho một thí dụ trong luận lý này Trước đây chúng tôi nghe Một câu kinh niệm niệm quán thơ âm Đi vào ở trong nước Nước không cuốn trôi Ngồi giữa lửa cháy Lửa không thể thiêu đốt và lúc nhỏ chúng tôi nghĩ rằng đó là sự màu nhiệm của Bồ Tát Quán Thơm. Bởi thế cho nên chúng tôi cũng ngồi im niệm Phật một giờ đồng hồ rồi đi ra khỏi chùa trong lúc trời đang mưa. Thử xem trời mưa có ước hay không. Nhưng quả thật khi đi ra trời mưa ước mềm. Sau đó chúng tôi lại hỏi thăm một vị thầy lớn, vị thầy lớn nói rằng Ông đã đem lòng thứ Cái sự mầu nhiệm của Bồ Tát Cho nên làm sao ông không bị ước được Chúng tôi thấy coi lý Để Rồi khi lớn hơn một chút nữa Học các trường Phật học Thì các thầy lại giải thích rằng Nước đó chính là nước tham Lửa đó chính là lửa sân Ai niệm niệm quán thơ âm Thì nước tham không thể cuốn trôi được tâm của mình Lửa sân không thể thiêu đốt được tâm của mình Cho nên mình được sống trong sự bình an tự tại Nghe thế cũng thật là hợp lý Và chúng tôi lại hành trì theo đó Nhưng thật ra thưa liệu quý vị Chúng ta hãy nhìn xem Tại sao chúng ta lao nhọc Nhưng khi chúng ta thiền định Định sanh hỷ lạc Thân tâm chúng ta khinh an Rõ ràng tác dụng của định khiến cho bốn đại quân bình. Bốn đại quân bình thân chúng ta khinh an, đây là điều tất nhiên. Còn bốn đại xung đột thì thân chúng ta sẽ đau đớn. Những đạo lý này không có gì gọi là là nghĩa bóng trong đó hết cả. Và nếu như chúng ta ở trong định tới chỗ diệt tận, gọi là diệt tận định, thì tự tánh của bốn đại trở nên bình đẳng. Một khi tự tánh đến chỗ bình đẳng, tất cả bốn đại bên ngoài không thể thâm nhập. Và đó cũng là lý do tại sao Đức Mục Liên Đế Tu là vị kiết tập trong lịch sử kiết tập Phật giáo đã thiền định 200 năm trong rừng đức tổ sư bồ đề đạt ma cái thân ngồi xuống mấy chục ngày không ăn uống bởi các ngài đã thở nhập được trạng thái bốn đại bình đẳng và đó cũng là lý do tại sao thế tôn nói một vị a la hán có thể duy trì mạng sống ngang bằng với vũ trụ bởi vì bốn đại bình đẳng không cần tiếp nối thêm năng lượng ăn uống tồn tại giữa thời gian này bất động như thế như vậy thì thưa liệt quý vị khi một người ở trong trạng thái diệt tận định nước không thể cuốn trôi lửa không thể cháy được đó cũng là điều tự nhiên mà thôi đức thế tôn thới nhập trạng thái diệt tận định với cội bồ đề ngày vận vận hành thân tứ đại bất động với cội bồ đề thiên ma hóa hiện với đầy đủ sóng to gió lớn nhưng vẫn thấy thế tôn an trú tự tại dưới cội bồ đề bởi vì tâm của ngài an trú trong việc tận định những điều như vậy là khả năng tự nhiên và nó hết sức là là tự nhiên của con người chúng ta nhưng vì chúng ta chưa từng thấy cảnh giới đó chưa đến đó và chúng ta tự suy diễn ra rằng đó là nước tham đó là lưới sông nói thế cũng có hợp lý nhưng nói thế chẳng khác nào biến lời dạy của thơ tôn trở thành ngôn ngữ thách đố cho trí tuệ của chúng ta trong khi thơ tôn chỉ là người miêu tả những gì ngài thấy chúng ta hiểu ngài miêu tả những gì ngài thấy giống như là một một bác học phát minh một cái nguyên lý nào đó họ thấy như vậy và họ nói như vậy cho nên trên nghĩa đó chúng ta không nên cho rằng cõi Phật bất động là một cõi tượng trưng với một ý nghĩa của Đại Thừa. Mà ở trong tầm nhìn của Phật trí, cõi Phật đó là một cõi như thật. Cõi Phật đó là cõi tồn tại hiện hữu với những hữu tình siêu việt. Cũng như cõi Tây Phương Cực Lạc là một cõi thánh thiện của tất cả những ai thớ nhập bán nguyện của tự tánh di đà thì đều sống ở trong cái quốc độ đó còn chúng ta ở trong tâm đầy giải ối trượt cho nên sống ở quốc độ thô thiển gò nóng này đây là chuyện thường tình bởi thế cho nên không nên đem tầm nhìn phàm phu thô trượt của chúng ta mà miêu tả và và thấm định được cái nhìn cái thấy của Phật ngay cả những bậc đại trí xá lợi phát chờ một chuyện liêng Trí tuệ của các ngài cũng thật nhỏ nhôi so với tuệ giác siêu việt của Đấng Thế Tôn. Từ đó cho nên chúng ta không biết thì cứ tín thọ mà hành trì. Không nên suy diễn rồi gán ghép trở thành một cái nghĩa tầm thường nào đó làm oan lời của Phật. Đó là ý nghĩa của cõi nước Phật bất động. Đến câu thứ hai chúng ta thấy Bồ Tát vô ý bạch Đức Thế Tôn nhắc lại nghĩa lần trước mà cao quý đức vương bồ tát hối và ở đây đức thế tôn lại bảo cao quý đức vương bồ tát rằng lần thay lần thay này thiện nam tử ông hết lòng lắng nghề tôi sẽ vì ông phân biệt giảng thuyết vì có nhân duyên nên chưa đến chẳng đến vì có nhân duyên nên chẳng đến mà đến vì có nhân duyên nên đến mà chẳng đến lại vì có nhân duyên nên đến mà đến đây chính là nghĩa của câu hỏi lần trước các nhà biên tập đại thừa thật tuyệt vời đạo lý này là một đạo lý thâm sâu vi mật nếu như nó được liên tục trình bày thì hạng căn tánh phàm phu chúng ta không ai có thể lãnh hội mà À, không khéo lại sinh tâm điên đảo. Bởi thế cho nên trở lại với một kệ tụng với đầy đủ những sự tướng thường tình, ai muốn sanh vật của Phật Bất Động thì hãy giữ năm giới, hộ trì tam bảo, à, bố thí cúng dường, à, biết à, gọi là tôn tạo kinh tượng. À, rồi hoành pháp lợi sinh, tất cả những công đức này đều có thể dẫn sinh chúng ta đến cõi Bất Động. Nhưng qua những sự tướng đơn thuần đó Tâm chúng ta đã được giàn trải Đã được chuẩn bị Giờ đây chúng ta lại bước vào Những cảnh giới thầm thâm vi mật Của Dư Phật qua câu hỏi vừa rồi Câu hỏi vừa rồi nêu rõ bốn, bốn Bốn phương diện Mà chúng ta quen gọi là Tư Cú Này Thiện Nam Tử xét về Chánh Đến gọi là Đại Niết Bàn Nghĩa đầu tiên là Chánh Đến và chưa đến chẳng đến vậy thì ở đây đặt câu hỏi chẳng đến gọi là đại niết bàn chẳng đến đây là chỉ cho chẳng đến đâu chẳng đến cảnh giới đại niết bàn mà vì sao chúng ta hữu tình phạm phu chưa đến được với cảnh đại niết bàn đó là do chúng ta có tham dục sân nhớ và ngu si ba pháp căn bản này gọi là ba đại phiền não nó che lấp tự tánh trong sáng như lưu ly của chúng ta tham dục sân nhớ và ngu si vì hai nghiệp thân và khẩu chẳng thanh tịnh cùng lãnh thọ tất cả vật bất tịnh phạm bốn trọng tội hủy bán phương đánh đại thừa là hạng nhất xiếng đề tạo tội ngũ nghịch do nghĩa này nên chưa đến chẳng đến như vậy chúng ta thấy rõ vì sao chúng ta không có thành tựu được niết bàn chưa đến được với niết bàn bởi vì chúng ta đang sống trong những loại nghiệp vừa nêu và chúng ta phân tích một chút để chúng ta thấy chữ tham dục đây là chỉ cho dục tham và chữ dục tham này tức là tham trong cảnh dục Mà cánh dục đây là chỉ cho Tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngu nghĩ Và cánh dục ở đây cũng có thể nói rằng Đó là năm cảnh mơ quạt Năm giác quan của chúng ta Ngắt nhìn thấy sắc tai nghi âm thanh Mũi ngửi mùi hương Thân nế chạm xúc và lưỡi nếm vị Đây là là môi trường khiến cho tâm chúng ta rất bị dễ mơ hoạt. Chúng ta tu tập hãy khéo phòng hộ năm giác quan. Ý kinh chúng ta được dẫn dẫn khởi bởi thánh đạo. Đây là người biết thu thúc lục căn. Như vậy thì thưa lục quý vị ở đây, chúng ta thấy rằng tham ở trong cổ dục nó diễn ra ở trong năm truyền cái và kiết sứ Giờ là chúng ta bỏ năm truyền cái, tham dục sân giới không trầm thủy miên, trạo cử ô tác và nghi. Bỏ đi năm truyền cái. thăng tham, tham, sân, với cấm thủ nghi. Bỏ đi năm truyền cái. Thì chúng ta viễn ly dục giới. Nhưng cái 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 màu nhiệm của là phước báo siêu việt của các cõi trời sắc và vô sắc tâm chúng ta vẫn còn sự tham đắm tiềm phục khi nào chúng ta viễn ly được viễn ly được cái cái dục tham xin là dục uh, tham hữu ở các cõi trời thì chúng ta mới gọi là viễn ly ba cõi tâm chúng ta lúc bây giờ trong sáng như lưu ly nó không còn bất cứ một pháp cấu ớ nào làm cho hoen ố nữa đây gọi là sự ly nhiễm tu tập chính là dẫn mình ra khỏi sự nhiễm ô cái gì khiến cho mình nhiễm ô chúng ta chiêm nghiệm mà thấy biết thấy biết rồi khởi lòng viễn ly khi chúng ta ly nhiễm tuyệt đối thì chúng ta không có lý do gì ở trong ba cõi nữa công thức của nó chỉ là như vậy thôi thế thì ở đây chúng ta à, thấy mình chưa đến niết bàn là bởi vì mình bị tham sân si làm cho nó vẫn đục và hai nghiệp thân và khẩu chẳng thanh tịnh vậy thì muốn thân nghiệp thanh tịnh chúng ta làm sao gốc của tất cả nghiệp thân đều là hơi thở hơi thở là cội gốc hít vào dẫn khí bên ngoài vào thở ra đưa khí bên trong ra nếu như tiến trình này gián đoạn không còn tiếp nối thân chúng ta trở thành một khúc gỗ trơ bất động. Cho nên hơi thở chính là cội gốc của thân nghiệp. Điều hòa được hơi thở, chiêm nghiệm được hơi thở, thấu triệt được hơi thở. Ở trong đây, chúng ta tịnh hóa được nghiệp thân. Còn khẩu nghiệp chúng ta, tuy nối nó đa dạng như vậy, nhưng căn bản của nó vẫn nằm trên hai tâm tầm và tứ. Bởi vì nếu như muốn nói ra, phải có sự tìm kiếm ngôn ngữ, ý tưởng, cách thể hiện, cho nên trạng thái đó đều nằm trong tâm tầm và tứ. Giờ đây nếu như tâm tầm và tứ được dẫn khởi bởi thánh đạo, tức là chúng ta học Phật Pháp và chúng ta ghi nhớ được nhiều Phật Pháp, tất cả tâm tầm và tứ đều được sôi sáng bởi thánh đạo thì khẩu nghiệp của chúng ta cho dù biểu hiện cách gì nó vẫn ở trong trạng thái thanh tịnh bằng không thì chúng ta đi vào ở trong nhị thiền định sanh hí lạc tầm và tứ không còn nữa trạng thái đó chúng ta hoàn toàn tịnh khẩu nhưng khổ thầy lúc nào cũng ngồi im lấy gì ăn uống đây cho nên khi đứng lên phải được dẫn khởi bởi thánh đạo. Nếu không khéo, chúng ta lại rơi vào bất tịnh khẩu. Cho nên muốn tịnh khẩu, hãy chiêm nghiệm cái gốc của nó. Đó chính là tâm tầm thứ Tịnh hóa tầm tứ, tức là tịnh khẩu. Đó là nghiệp thân, nghiệp ngữ. Còn nghiệp ý, chúng ta ở trong niệm niệm như như bất động. Ở trong niệm niệm này, Bất luận chúng ta công phu Với câu mật chú Với tụng kinh bái sám Với hành thiền Với nhiều phương pháp tám dạng bốn ngàn Thì chúng ta sẽ tịnh hóa được Cái nghiệp ý của chúng ta Như vậy thì ở đây rõ ràng Là khi chúng ta tịnh được Hai nghiệp thân và khẩu Thì chúng ta sẽ tiếp xúc với Niết Bàn Nhưng mà khổ thay Trong cuộc sống chúng ta Chưa thể tịnh thân và khẩu cho nên chúng ta chưa tiếp xúc được niết bàn bên cạnh đó hàng ngày chúng ta còn lãnh thọ tất cả những vật bất tịnh tức là chúng ta sở hữu ngoài tứ y xin lỗi là ngoài tứ sự sở hữu rất rất nhiều thứ và tâm chúng ta càng sở hữu chừng nào thì nó lại càng trở nên nặng trĩu chừng đó rồi lại phạm bốn trọng tội đó là sát sinh trộm cướp dục tà hành và dối trá tạo nghiệp như thế không thấy hối hận lại sinh tâm hủy bán phương đánh đại thừa những nguyên lý siêu việt những lời dạy nêu cao tinh thần lợi tha là hơn hết nhưng chúng ta lại phí bán những chân lý đem đến lợi tha mà cố suý tinh thần ích ký chỉ biết tự lợi mà thôi chúng ta nghĩ xem giữa cuộc đời này con người chỉ biết lợi cho mình sống với một đời sống mạnh được yếu thua thì thử hỏi cuộc sống này còn gì nữa một khi nào hay nói cách khác là khi nào đó đạo đức chỉ là món hàng xa xỉ thì tâm tư con người trở nên cảnh bã đầy loạn trượt mà thôi. Vì vậy cho nên nêu cao tinh thần lợi tha là số một và mỗi người chúng ta đem đến lợi lạc cho người khác cũng chính là lý tưởng tự lợi của chúng ta. Đó chính là nền tảng khiến cho thế giới này cho nên cho nên là hòa bình và con người trở thành cực lạc tại thế. Rồi không những thế Lại điên đảo tới mức Hại cái gốc sinh ra mình Hại cái gốc của đức hạnh Hại cái gốc của chánh pháp Đó là tạo những tội ngũ nghịch Do nghĩa này Nên chưa đến mà đến Rõ ràng cho nó chưa đến mà chẳng đến là vậy Chưa đến mà cũng không thấy bến bờ Để đến được Do những cái nghiệp đó nó vây hãm Mà chúng ta quán chiếu trong thời gian Thấy quả thật là như vậy Kinh điển đại thừa nói rất là gọn chưa đến chẳng đến là bởi những điều vừa nêu tạo chướng ngại. Đến cảnh giới thứ hai, thứ cú nói rằng chẳng đến gọi là chẳng đến chính là đại niết bàn. Nghĩa này là sao? Do nghĩa gì mà đến được ngược lại với chẳng đến đó là nghĩa đến được vì dứt hẳn tham dục sân nhuế ngu si và các tội ác thân khẩu chấn thọ tất cả vật bất tình chấn phạm bốn trọng tội chấn hủy bán phương đến đại thừa chấn lạm dụng à, chấn chấn gì à, làm hạng nhất chiến đề và chấn tạo tội ngũ nghịch khi chúng ta từ bỏ những điều như vậy thì tâm của chúng ta sẽ tiếp xúc được niết bàn do nghĩa này nên gọi là chẳng đến mà đến như vậy ở đó chẳng đến mà đến tức là trí thắng cho niết bàn chúng ta chỉ trừ bỏ tất cả mọi nguyên nhân chi lại trạng thái thanh tịnh thì trạng thái thanh tịnh tự hiến lộ cũng giống như chúng ta trừ bỏ tất cả bụi bẩn ở trên tấm gương thì tấm gương kia ngàn đời vẫn là trong sáng Chúng ta leo chùi đi à, Những pháp cấu ớ Nó um, bôi bẩn lên viên ngọc Một khi leo chùi xong Thì viên ngọc vẫn tỏa sáng ngàn năm Vậy thì thưa quý vị ở đây Chúng ta thấy rằng Chẳng đến mà đến là nhớ như vậy Cho nên tu tập chính là trở về Chứ không phải đi tìm một cái mới Bởi vì sống chưa từng rời biển Sao mãi tìm đại dương tâm chưa từng sánh diệt ai tu chứng niết bàn thưa được quý vị khi chúng ta thấy được tự thể của biển cả thì sống và đại dương chỉ là một mà thôi và khi thấy được tự tánh tĩnh lặng của dạng vật thì trong đó nhân không pháp cũng không và trong đó nhập vào dòng tự tánh chúng ta thấy ba cõi mênh mông thành ra Chúng ta lúc bây giờ đem cái đạo lực đó mà đến đi trong cõi mộng tự tại độ sanh, độ sanh dạy cho tất cả hàng thịt hàng cá đều thành Phật hết thể Đến cảnh giới là siêu việt của một Bồ Tát rực sáng giữa chợ đời. Điều đó không có dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải bắt đầu từ từ hiện tại đơn giản nhất là trừ bỏ các triển cai. Tiếp theo thưa lục quý vị, cảnh giới thứ ba câu hỏi nêu ra đó là bậc tu đạo hoàng tám muôn kiếp thì đến bậc tư đà hàm sáu muôn kiếp thì đến bậc Anna hàm bốn muôn kiếp thì đến bậc a la hán hai muôn kiếp thì đến bích chi phật mười ngàn kiếp thì đến do nghĩa này nên gọi là chẳng đến mà đến đó là đó là cái nghĩa tiếp theo chúng ta thấy Ở đây tại sao có những con số kỳ lạ như vậy Và đến là đến đâu Đến tức là đến cảnh giới vô thượng chánh đẳng chánh giác Chứ không phải đến với quả vị a la hán thinh văn Nếu chúng ta xét Đến tại quả vị a la hán thinh văn Một người đã đạt đến tâm bất gọi là tâm bất hoại, uh, tín tâm bất hoại hay gọi là tứ bất hoại tín kiên cố. Người ấy chỉ còn bảy lần tái sanh, ba lần sinh thiên cảnh và bốn lần ở giữa thế gian. Thời gian như thế đủ giúp cho vị ấy làm những việc cần làm và khi đã làm xong thì đất quả A la hán. Còn đối với ai đã gột rửa đa phần còn một phần ở thế gian cho nên nhắc lại trở lại một lần rồi cũng đắc quả niết bàn la hán. Ai có thể làm nhanh hơn nhờ viễn ly hoàn toàn dục giới sinh về ngũ tịnh cư bất hoàng đi vào a la hán. Hoặc giả ở thế gian chứng đắc được diệt tận định và thời gian mạng sống còn nỗ lực tinh tấn từ tam quả bất hoàng này đi thẳng lên a la hán vô sành như vậy thưa liệu quý vị đó gọi là cái thời điểm cái ranh giới giữa một phàm phu trôi lên ngàn kiếp trong luân hồi vừa ra khỏi sanh tử nhưng từ khi vừa ra khỏi sanh tử nó đạt đến phật trí bao la như những cảnh giới mà chư phật mười phương đã thành tựu thì một vị tu đạo hoàng phải trải qua tám muôn kiếp mới được còn một bậc 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 a na hàm phải trải qua là sáu muôn kiếp bậc a la hán thì phải trải qua là là bốn muôn kiếp còn à, còn à, xin lỗi một bậc A tu đà hoàng thì 8 muôn kiếp, bậc tư đà hàm thì 6 muôn kiếp, bậc A na hàm là 4 muôn kiếp và bậc A la hán là hai muôn kiếp. Và bên cạnh đó chúng ta còn thấy Bích Chi Phật là những vị tự tu tự chứng đắc trạng thái này gọi là phải trải qua 10.000 kiếp. Như vậy thì tại sao chúng ta chúng ta lại thấy các câu kinh này xuất hiện hả? À? Tại sao như vậy? tại sao các ngài phải cần một số kiếp như vậy để mới có thể đến được với cảnh giới giác ngộ như phật đơn giản chúng ta hãy chiêm nghiệm xem cho dù chúng ta hoàn thiện tự thân tới mức nào đi nữa nhưng chúng ta không có trải nghiệm trong cuộc sống thì chúng ta vẫn là người ngu ngơ giữa cuộc đời tự thân chúng ta không làm gì sai ở trong phạm vi của chúng ta nhưng chúng ta đem cái khả năng của mình trợ duyên cứu giúp cho người khác để tăng trưởng phước báo thì chúng ta lại không biết cách thể hiện và làm sao. Bởi vậy cho nên chỉ có đi vào trong cuộc đời mới có kinh nghiệm mà thôi. Một người họ lầu thông chân lý rằng quét nhà thì nhà sạch sẽ nhưng khi đưa chối vào tay của họ họ không biết quét như thế nào. Và nếu như họ có biết quét đi nữa Mà họ lại không biết dạy cho người khác Tùy theo kênh cơ thượng trung hạ Dạy cho cách quét già Cũng không đơn giản chút nào Bởi vậy cho nên Rõ ràng Kiến thức của tự thân Là của tự thân Nhưng đem trải nghiệm trong cuộc đời Thì phải, thời gian phải đủ như vậy Đối vị ấy có thể lãnh hội được tất cả Lãnh hội được triệt để Những sự chứng đắc của mình vì vậy cho nên thời gian này là thời gian của những vị thinh văn hồi tâm đại a la hán mà hành bồ tát đạo. Với trình độ như vậy phải hành bồ tát đạo như vậy mới đầy đủ sự chân đắc. Đây cũng là một trong những lý do mà chúng tôi khuyến tấn chúng đệ tử của mình vừa học vừa làm. Lãnh hội và làm việc. Làm việc đó lãnh hội. Cả hai điều này nó tương hỗ lẫn nhau và chúng ta sẽ có một bước đi nhảy vọt đôi khi chúng ta đi nhảy vọt mà chúng ta không thấy sau một thời gian rơi khỏi trú xứ so sánh với cái tiến độ tốc độ giáo dục của tất cả các môi trường khác thì chúng ta thấy chúng ta hoàn thiện hơn họ gấp 10 lần thành ra thưa vị có những điều chiêm nghiệm ở trong kinh điển chúng ta mới thấy được Ngày xưa chúng tôi có biết một việc Đó là có một vị tỳ kheo 28 tuổi Tự học đạo và phụng sự theo thầy tổ Chăm sóc đạo tràng Vị, vị tỳ kheo này chẳng may thỏa mãn ngắn ngủi 28 tuổi đã qua đời Tất cả những công việc đó Giao lại cho bốn sư huynh ăn học xong cứu nhân bốn sư huynh làm việc không nổi làm không xuế những công việc mà sư đệ 28 tuổi này đã hoàn thiện chúng ta qua đó đã thấy chúng ta làm sao để dẫn người ta vào đạo bằng sự trải nghiệm trong cuộc đời chúng ta mới có thể làm được hôm qua đây chúng tôi Chúng tôi có thưa với đại chúng tại Bồ Đề Phật Quốc Đó là chúng tôi vô cùng kính ngưỡng và biết ơn giáo sư Lê Mạnh Thác Ngài có đôi mắt nhìn thấu trong tướng của công việc Tất nhiên mỗi người có cách thể hiện khác nhau, hành hoạt khác nhau Nhưng để thấu rõ trong tướng của công việc là một điều khó khăn Chúng tôi xin lỗi không phải việc liên quan tới chúng tôi mà chúng tôi nêu ra. Nhưng đây là một sự thật. Giáo sư có nói với một vị thầy khác rằng bất luận ai nói gì thì nói nhưng các thầy nhất định phải yếm trợ cho Bồ Đề Phật Quốc yếm trợ cho Thầy Huyền Châu thực hiện trọn vẹn công hạnh đang làm. Ngài nêu ra rằng Trước năm 1975 Đại học vạn hạnh sơ khai Bắt đầu từ một ngôi chùa Nó biến thể từ một hình thức giáo dục đạo tràng Trở thành một hình thức giáo dục chuyên nghiệp Giữa một bối cảnh Miền Nam đại đa số quần chúng Yếm trợ Phật giáo Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa rất trân trọng mọi quyết định của giáo hội thống nhất chư tân ni đông đảo tài lực vật lực đầy đủ dồi dào với một tinh thần hừng hực tiếp cận những nền khoa học giáo dục phương tây môi trường thuận lợi là thế nhưng những con người thực hiện công việc chuyển thế từ một nền giáo dục đạo tràng chuyển thành giáo dục chuyên nghiệp học đường. Ai ai cũng mệt mỏi, thậm chí có người lánh nạn đi học, đi học về rồi mới củng cố trở lại. Vậy thì ai là người duy trì, ai là người tạo dựng, ai là người chịu đựng? Chỉ có những vị trú trì gan gốc ở trong hoành pháp lợi sinh có thể nhẫn chịu sự thống khổ vô tận mới có thể là dàn trải được một thời gian đó làm nền tảng cho tất cả mọi thứ hiện sinh trong bối cảnh đó chúng ta thấy không đơn giản chút nào nếu như đem bối cảnh đó so sánh với bồ đề phật quốc sakyabuddha hiện tại thì sao ở nơi đây môi trường phật giáo phân hóa sâu sắc giáo hội thì năm ba năm ba tổ chức quốc gia thì giữa một môi trường tin lành và thiên chúa nhân lực thì manh mún muôn ngàn trở ngại và khó khăn nhưng đã chuyển thể từ một nền giáo dục đạo tràng trở thành một nền giáo dục chuyên nghiệp với đầy đủ những chuyên môn tầm vóc của Hoa Kỳ công việc như thế mấy ai đối diện nổi nhưng tập thể giáo thọ Tứ chúng tại Bồ Đề Phật Quốc Đang từng bước đương đầu Và hoàn thiện một trọng trách thiên liêng Nó không phải là một ngày một bữa Mà trải qua hơn 10 năm ròng rã Và từng bước nó đang hình thành Nhìn như thế, thấu hiểu như thế Mới thấy đây là một công việc thiên nan vạn nan Mà cộng đồng Việt Nam cũng như Phật giáo nói riêng trên 50 năm chưa thể định hình. Vì vậy mà giáo sư khuyến khích các thầy nhìn thấu công việc khó khăn đó. Yếm trợ được gì thì yếm trợ. Nếu không thì cũng nên không nên nói cái gì gây trở ngại. Thì thưa liệu quý vị, đó là tầm nhìn của Bậc Thấu Hiếu. Và chúng tôi chính là một trong những người đang thực hiện công việc khó khăn này. Và chúng tôi rất biết ơn sự yếm trợ của quý Phật tử và đặc biệt là đội ngũ ban giáo thọ. Nói trong sự hiểu biết thật là khó khăn. Đừng nói chi có thể làm ở trong công việc đó. Thành ra thưa liệu quý vị, chỉ có những ai hành bộ tác Đạo, chỉ có những ai trải qua trong cuộc đời mới thấu hiểu được chân tướng công việc. Còn nếu như đứng ra hoặc là vẽ vời trong tâm của mình với một số giáo nghĩa, nêu ra một số mô hình tu tập, đó rồi theo đó mà thấm định, đánh giá bình phẩm, tất nhiên chúng ta chỉ có biểu lộ một tầm nhìn thiếu cận, thiếu kinh nghiệm mà thôi. Thành ra thưa được quý vị, một vị tu chứng tứ quả thanh văn hoặc là một vị bích chi Phật, họ cần phải trải qua thời gian đủ như vậy để hành Bồ Tát Đạo mới có thể thấu diệt được những gì mà Đức Phật khai thị và tội giác của Đức Phật thấy được. Đức Thế Tôn một lần nữa chỉ là người là một hữu tình giác ngộ, đem sự giác ngộ của mình giới thiệu cho cuộc đời. Nên nhớ ngài không có thách đối với cuộc đời chúng ta. Những ai đạt đến chút yếu hạnh phúc xuất yếu do viễn ly sinh mới có thể thấu hiểu được cái hạnh phúc đó còn đem cái hạnh phúc giữa sự thành tựu thành tựu bởi lợi đắc danh vọng và cung kính thì làm sao có thể thấu hiểu được hạnh phúc xuất yếu do viễn ly sinh thu trượt phàm phu là như thế mà ra cũng muốn hiểu được cũng đã khó khăn rồi đừng nói chi nghĩ tới phật trí bao la mà thế tôn đã hành hoạt ba a thanh kỳ kiếp rút tỉa kinh nghiệm bởi vậy cho nên đọc đoạn kinh này chúng ta mới thấy thầm thâm vi diệu vô cùng Và chúng ta mới thấy con số đó, thời gian đó là thời gian đủ Để cho tứ quả thanh văn và bất chi Phật thành tựu Nghĩa đó là chẳng đến mà đến Nó là như vậy Một vị nghĩa chẳng đến mà đến là còn có thể hiểu một cái cảnh khác nữa Các vị thành tựu thánh giả Họ làm việc chỉ để làm việc Họ hoàn toàn không mong cầu cái đến Thời gian chúng ta cũng có cũng có câu nói rằng không cần thiết phải nghĩ rằng mình là ai trong tương lai mà hãy nên nghĩ rằng mình là gì trong hiện tại. Đến ở trong từng bước chân chăm chú chánh niệm trong từng bước chân đi thì cái đến tự nhiên nó có mặt không cần thiết tham cầu cái đến nhanh chóng hoặc đến nó sẽ như thế nào mà chúng ta Hãy an trú trong từng bước chân Đến nó đến trong từng bước chân Và vạn vật tự nhiên sẽ hiến lộ ra trước mặt của chúng ta Một đoạn kinh này chúng ta có thể hiểu đa chiều đa dạng Nhưng không có ngoài trần lý giải thoát Khía cạnh thứ tư chúng ta thấy kinh nói rằng Đến gọi là 25 cõi Chẳng hạn như là cõi nào cõi nào, chẳng hạn như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, có người chư thiên, rồi chín à, tầng trời, à, xin lỗi sáu tầng trời cõi dục, rồi đi lên nữa thì bao nhiêu? Chín tầng trời ở cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, có chỗ thì cho đèn chín tầng trời cõi tứ thiền, rồi cõi gì nữa? của vua sách có 4 tầng như vậy thì thưa lượng quý vị chúng ta có thể ước lượng là từ đâu từ địa ngục a tỳ lên tới cổ trời hữu đỉnh trải qua 25 cảnh giới tái sanh tùy theo cái nghiệp thức tịnh và nhiễm của hữu tình hệ nghiệp thức của chúng ta tịnh ngăn đó thì môi trường tương xứng với nó sẽ hiện ra tâm chúng ta sẽ kết sinh vào ví dụ như Chúng ta là người Ấn Độ Ở trong mấy ngàn năm trước Nhưng tu chưa thành Quả chưa đắc Lại sinh ra một hai tà kiến điên đảo Nhưng yêu chuộng Phật Đạo Tâm chúng ta Là có thừa Rồi chúng ta chưa có tìm được Mẫu thân tái sinh Mà cảnh giới của Ấn Độ Bà la môn Hindu Tràng lấp tất nhiên tâm chúng ta không thể nào kết sinh vào môi trường đó tự nhiên tâm thức chúng ta nó sẽ chiêu cảm cái môi trường nào có những người con phật những người quân phật không có sâu dày hoặc là những con phật thuần thục tùy đó mà chúng ta kết sinh lên hiện thân ra ở thế giới này mang thân là người Việt Nam chúng ta gọi mình là người Việt Nam nhưng nghiệp thức khi chúng ta đầu thai hoàn toàn không biết đó là người Việt Nam Thành ra nếu chúng ta không hiểu Cái không gian và thời gian này Chúng ta cứ nói tại sao Quê hương của Đức Phật Lại không thấy có Có người Phật tử nhiều Bởi vì Những người mà hộ trì Phật Pháp Họ chết đây sinh kia Còn môi trường đó Nó được xâm chiếm bởi những cái nguồn tư tưởng khác Hay là chúng sanh bị Lây nhiễm bởi những cái nguồn tư tưởng khác Thì làm sao những người hộ Pháp kia quay lại Họ phải quay lại với môi trường thương xứng của nó Do đó cho nên Phật Pháp nó cứ lan tỏa đi Hữu tình ở đó cứ lan tỏa đi là vậy Tiếp theo thưa lập quý vị Tất cả chúng sinh đều bị vô lượng phiền não chê đậy Chúng ta thấy có phải như vậy không? Ở trong tâm chúng ta có vô lượng khổ đau và phiền não Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng có vô lượng những pháp thanh tịnh Người tu tập đó là người biết dùng trí tuệ và kiên nhẫn tưới tẩm lên những hạt giống thánh thiện để cho nó được nảy mầm và không nên tưới lên những hạt giống ối trượt sinh ra nhiều độc dược gai nhọn khiến tổn thương đời sống tu tập là như thế thưa các vị khi chúng ta nói một lời thiện người ta nghe làm theo thế là chúng ta đã gieo vào lòng hạt giống thiện hạt giống này phật giáo dùng từ là chúng tứ và chúng tứ nào hạt giống nào cũng có năng lực nảy mầm và tìm kiếm môi trường nảy mầm nếu chưa nảy mầm thì nó nằm im ở dạng tiềm phục đó thôi đợi khi đủ nhân duyên môi trường nó lại tiếp tục nảy mầm năng lực nảy mầm chỉ khi nào được nảy mầm rồi nó mới chấm dứt còn nó chưa nảy mầm thì nó nằm im đó thôi. Nhân quả là như vậy. Vì vậy cho nên khi chúng ta tạo ác nghiệp nó trở thành hạt giống ác nghiệp, tạo thiện nghiệp thì trở thành hạt giống thiện nghiệp. Hạt giống thiện nghiệp nhiều nó dẫn sinh vào môi trường thiện để tái sinh. Hạt giống ác nhiều nó dẫn sinh chúng ta vào môi trường ác để thọ khổ. Việc tu tập của chúng ta nhẫn chịu những hạt giống bất thiện nảy mầm thành quả báo và nỗ lực ở trong khó khăn cũng tạo dựng những hạt giống thiện lành để cho hạt giống bất thiện kia mất dần đi và chúng ta đi vào trong những hạt giống thiện đầy đủ an lành cho nên ở trong vô lượng pháp lành giúp chúng ta đi vào niết bàn đây gọi là là tâm chúng ta bị vô lượng phiền não chê đậy hãy cẩn thận qua lại tránh ngừng dường như bánh xe lăn đây gọi là đến qua lại ở trong ba cõi đi lên đi xuống lúc chạy lên lúc chạy xuống khi ở trên cõi trời hữu đánh khi lại đi xuống địa ngục a tỳ luân hồi trong 25 hà gọi là trong sáu nẻo mà 25 nơi chốn cho nên đây gọi là cứ đến đây đến kia thanh văn duyên giác bồ tát vì đã đặng lìa hẳn nên là chẳng đến thanh văn là chỉ cho những cảnh giới a la hán những vị bồ tát hành đạo và những vị bích chi phật là cảnh giới duyên giác thành tựu họ chẳng đến tức là họ không có đến ở trong 25 cổ đó nữa lại ba bậc này vì muốn hóa độ chúng sinh nên thị hiện ở trong đó nên nó là đến cho nên lý do nào con người chúng ta có mặt ở trong cuộc đời có hai lý do một là do nguyện sinh hai là do do ái sinh do ái nhiễm mà sinh nguyện sinh là chỉ cho các vị thanh văn duyên giác bồ tát là các vị thành tựu vì thương xót hữu tình trầm luân cho nên các ngài tái sanh vào đó để làm việc để dẫn dắt hữu tình ra khỏi trầm luân còn chúng ta không thấy con đường mà tâm đầy ái nhiễm vì vậy cho nên vì ái nhiễm khiến chúng ta kết sinh trong luân hồi vì vậy cho nên đây gọi là đạo lý đạo lý không đến mà mà đến là vậy tiếp theo kinh nói rằng Đến chính là 25 cõi, tất cả phàm phu từ tu đạo hoàng nhẫn đến Anna hàm, vì phiền não nên gọi là đến mà đến. Tức là dưới bậc a la hán, từ phàm phu cho đến bậc anha hàm gọi là bậc bất lai. Thì vẫn được gọi là gì? Vẫn gọi là là bị luân hồi, bị phiền não. Sâu dày là những hữu tình phàm phu như chúng ta. Còn móng nhẹ đó là những cảnh giới của sơ quả cho đến tam quả sa môn. Cho nên trong đạo lý này nó là đến mà đến. Này thiện nam tử nghe chỗ chẳng nghe cũng như vậy. Có chẳng nghe mà nghe, chẳng nghe mà chẳng nghe, nghe mà chẳng nghe, nghe mà, nghe, nghe, mà nghe. Ở trong đạo lý này chúng ta chiêm nghiệm như thế nào? Đây chính là câu hỏi thứ ba còn bỏ dở. Vừa rồi chúng ta đã nghe câu hỏi thứ hai được nhắc lại các cảnh giới mà chúng tôi xin lặp lại. Đó là vì có nhân duyên gì chưa đến mà đến, có nhân duyên gì chẳng đến mà đến, có nhân duyên gì đến mà chẳng đến, có nhân duyên gì đến mà đến, gì đến mà, mà đến. Như vậy thì đó là bốn trường hợp mà chúng ta đã nghe vừa qua và giờ đây chúng ta thấy Thế tôn lại lặp lại câu hỏi cuối cùng và ngài nói rằng này thiện nam tử nghe chỗ tránh nghe cũng như vậy có tránh nghe mà nghe tránh nghe mà tránh nghe nghe mà tránh nghe nghe, nghe nghe mà nghe lập luận như vậy để thấy hiểu, thấu hiểu được đạo lý của nó cũng tương tự mà thôi tránh nghe chính là đại niết bàn vì chẳng phải hữu vi vì chẳng phải âm thanh vì chánh thế nói và thế nào gọi là cũng nghe vì định nghe danh từ thường lạc ngã tịnh do nghĩa này nên nói chánh nghe mà nghe thưa lượt quý vị đó là những đạo lý thế tôn trả lời một cách vấn tách gọn gàng như vậy đó rồi ở giữa hội chúng trang nghiêm thanh tịnh những đạo lý thâm mật đã được trình bày và chúng ta nghe qua cũng đã một phần thông suốt một vị Bồ Tát đi vào trong cuộc đời Cũng nên hiểu những chân lý thậm thâm vi diệu Nếu như ngừng lại ngang đâu đó Thì tất nhiên chúng ta khó có thể thấu hiểu được Bởi thế cho nên Cao quý Đức Vương Bồ Tát lại bạch Phật Bạch Thế Tôn như Phật nói Đại Niết Bàn Là chẳng thể nghe được Tại sao lại nói thường lạc ngã tịnh mà có thể nghe được? Vân vân, nguyên một trang giới hơn cao quý đức vương Bồ Tát đặt câu hỏi thật là thẩm thâm vi diệu mà đạo lý này chúng ta phải giải quyết vào bài pháp lần tiếp theo hôm nay trân trọng cảm ơn đại chúng đã lắng nghe nam mô Bốn sư thích ca mâu ni phật kính nguyện chư tôn đức và tất cả tứ chúng thân tâm thường an lạc phật hiện thân ở đời như hoa đàm bá đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời